Chú bác mình, tất cả anh chị em bạn bè gần xa bảy miền Bắc Trung Nam như quý anh em ơi. Hôm nay ngày 14 tháng 8 nha, em lên cho quý anh em bao gồm video 28 mã hàng. Có 5 con máy như thế này. Đó, 5 con máy và 23 mã cần. Đó, tất cả đều giá rất là bình dân, rất là ok nha nè. Em cân đối điều chỉnh giá rất là thích hợp cho quý anh em mình. Thì đó quý anh em mình xem video. Ừ, món nào thì muốn chốt thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 nha. 192035 em tên Nghiệp. Mọi thông tin trao đổi mua bán đều qua Zalo và số điện thoại thôi. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube. Phí ship luôn luôn mặc định là 30.000 trên một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn mình sẽ được hỗ trợ là bao ship. Đó. Anh em đừng có ngại là mình mua hàng ít hay nhiều nha. Anh em đơn hàng 100.000 em cũng vẫn ship ống nước cho quý anh em mình hết. Đó, rồi anh em mua nhiều nó cũng vậy, cũng 30.000 thôi. Ở vùng sâu vùng xa thế nào đừng quan trọng, tận tay kiểm tra thanh toán và trả tiền. Rồi không mất thời gian nhiều với quý anh em ơi. Cái mã đầu tiên gửi đến anh em mình là con máy nha. Con máy này con máy Daiwa nha nè, con Daiwa gì gần size 2,5 có ABS nha. Con máy này ngoại hình xấu, cái núm của nó bị bể nha nè, cái núm Daiwa nè anh em vẫn coi bình thường thôi. Con máy thì mượt quá trời luôn, hàng made in Thái Lan, có ABS mô bình sống, đổi tay trái phải được hết. Con này về anh em nó đi xô lưu rê cũng ngon, mà ngoại hình thì xấu nha, có trầy xước nha nè, nó đổi tay trái phải. Con máy này mã số 1 nha, em bán giá 200.000. Mã số 1. Mã số 2 lên cho anh em mình, đây là con máy Daiwa. Daiwa Sprinter 5.000 nha anh em. Con 5.000 nhưng con xe thực, con này nó khoảng 7.000 á. Body nó khoảng 7.000 nha. Full carbon toàn thân hết. Full carbon toàn thân. Đó. Thông số cước số 5 250m, cước số 6 200m. Con này hàng mà hàng made in Taiwan nha anh em, sản xuất Taiwan xuất Nhật, đổi tay trái phải. Đó, anh em là câu bạo lực, câu sông, câu hồ bạo lực đó, mà muốn kiếm thân nhẹ thì lấy mấy con này. Full carbon nha, cái bắt chân máy nè, nó bị mẻ ăn tiếng chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, con máy này giá bao rẻ luôn, 300.000 đồng bạc. Size to chà bá 6-7.000, tha hồ mà câu nha anh em, 300. Tiếp tục cho anh em mình con máy cối nông nha anh em. Còn con cối nông mua bên sống, con tournament luôn. Con Daiwa Whisker tournament ở đất 5.000. Đó, mua bên sống nè. Đổi tay trái phải được hết cho quý em. Còn tournament, con máy là con máy huyền thoại anh em. Nó là dạng máy VIP hồi xưa, máy huyền thoại, con máy này đời cổ rồi. Đó, cổ được cổ nhưng chất lượng rất ngon lành nha anh em. XX 5.000, thông số cước chạy 5 bạc đạn luôn. Cước số 10 vô tới 200m nè, quá khủng. Vô bình sống, đổi tay trái phải được. Con máy mình ngon lành, ngoại hình đẹp luôn nữa, tem mát đầy đủ hết luôn nha anh em. Con này chơi cũng được và sưu tầm cũng được nha. Đó. Đây. Nè. Muốn giọt lột cái mang tem ra nè. Rồi, con máy này mã số 3, em bán giá 1,1 triệu rồi nha anh em. 1,1 triệu là con tournament này, con này rẻ lắm anh em. 1,1 triệu nha. Tiếp tục là anh em mình, đây là con Utiga 5.000 nha, một con Shimano Utiga 5.000, cước số 4 200m, cước số 5 150m. Con này hàng made in Japan nội địa nha anh em. Con máy này thì siêu cao bò rồi, mua bình sống, đổi tay trái phải được hết, còn sẵn full cùng dây JBL luôn nha anh em, dây siêu bền á, full cùng dây đó luôn nè. Đổi tay trái phải được hết, con máy còn ngon quá trời, mất in sao băng, có chạy xước. Con máy thuộc dạng phơm to nha em, phơm to, body to, nó khoảng 6.000 xe thật á. Body nó to, phơm nó to lắm. Rồi, con Utega này mã số 4, em bán giá 1,2 triệu nha. 1,2 triệu dễ quậm nha em, dễ mua, dễ chơi, dễ sử dụng. Một con máy thì cho bò, về anh em mình câu cá tra dịch vụ cũng được, hoặc anh em con này anh em đi zip chẳng được. Cái phơm nó bự, nó cho bò nó khỏe lắm. Ha, mã số 4, 1,2 triệu luôn. Rồi tiếp tục mã số 5, anh em không thích thì thích đây. Body nhỏ gọn. Dòng đời mới thì con Utega này. Con Utega Advent. Size 2.000 nha anh em, con này size 2.000S. Cước số 3 125m, cước số 4 như đường 100m. Gờ lê mua bên sống. Cái rắc trong này tẹt nó còn nha anh em, nhưng mà không biết sao nó không kêu. Em thì nói chung mấy câu này không biết sửa đâu.
Có chuyện đơn giản của cái này em còn không biết sửa nè, em mở ra em thấy thì cái lưỡi gà của tiếng gắt chỗ này thì nó còn nè, thấy không? Nè, lưỡi gà nó còn nè. Nhưng mà gắn vô đây nó không còn kêu nghe tiếng tiếng gắt cạch 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 của nó. Em cũng không biết nó bị cái gì. Đó là anh em chuyên máy về anh em biết đường sửa thì anh em mình khắc phục cái đó lại. Size 2000. Cối nong chạy bật đạn, máy đời mới luôn, hàng made in Malaysia, sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật nha anh em. Thông số cước thì nãy em báo anh em mình rồi. Có chạy xước nè. Chạy xước nha anh em. Dơ dính bụi nè, chạy xước nhẹ nè. Đó. Rồi, con máy này mã số 5 em bán giá 1 triệu 2 luôn. Mã số 5 1 triệu 2 luôn nha anh em. Utiga dòng đời mới 1 triệu 2 có chạy xước. Rồi chuyển qua cần câu nha, đem cho anh em mình đây là cái ISO khoen nhỏ nha anh em. Cây này thì em tháo bắt máy, không nói không phải em tháo mà vận chuyển về nữa bị tháo bắt máy luôn rồi anh em. Thì cây này về anh em mình hạ tay cho nó ngon nha. Hàng carbon, đọt 2.5 và 3.6 thì cây này nó khoảng 4H đến 5H. Đó, phơm cần nhỏ gọn nè, hàng carbon. Khoen nữa nó còn đầy đủ nha. Mấy chỗ này dính dơ, lột ra băng keo lột ra. Hàng carbon có chạy xước. Đó, carbon xoắn nè. Phơm cần nhỏ gọn lắm. Thì cái này nó tháo bắt máy rồi thì em nghĩ chắc nó chuẩn bị hạ tay rồi sao vấn đề rồi nó không có câu nữa nên nó thành hàng bãi gì nè. Cân nặng của mình 144 g, cây này ngọn của mình 1 đi 7, cây này mặt số 6 em bán giá có 300.000 nè, mặt số 6 300.000. Tiếp tục như này mình cây cần tay lóng ngắn có bao cần đàng hoàng luôn, với nút đít nè em thấy nó còn nó bị mất nút cao su như nè, nút đít như mất nút cao su điểm nè, nó quấn bằng keo đen rồi nè. Về anh em mình tự xử lý chỗ này nha. Cây này dài 5m4, tầm khoảng 3H, hàng con Ebisu. Hàng này hàng nội địa Nhật cho anh em, tem nội địa nè. Thì cái cây này á anh em không chơi ngoại hình nó xấu nó cũ thì anh em mua cây này về chơi. Nè, cái nước phôi của mình là như thế này nha, tất cả các lóng đều như thế này luôn. Nhiều khi mấy lóng kia em lướt qua thì anh em mình nhìn không rõ nha. Anh em nhìn kỹ nè, tất cả các lóng phôi mình đều như thế này. Sờn ố và như thế này nha anh em. Đầu lóng thì không có sức mẻ gì hết. Chỉ là cái nước phôi, nước sơn của mình, sơn bóng của mình nó bị ố như vậy thôi. Nó anh em thấy không, tất cả các lóng luôn. Cần thì nguyên bản. Đủ chiều dài. Cứng 3H. Đó, nước phôi không được đẹp nha. Cân nặng của mình 146 g, ngọn 0.5. Cây này mã số 7 em bán giá 300.000 anh em. Anh em không chơi ngoại hình xấu thì anh em mua cây này giá 300. Tiếp tục cho anh em mình cây hai khúc, cây này cây Sakura nha anh em. Cái này là miếng cao su nó đệm thôi. Nó quấn làm mấy thôi, anh em về không thích mình cắt mình lọt ra, chứ cần mình không có gãy không có chóc vá chỗ này nha. Bao anh em mình chỗ đó. Ok, Sakura bắt máy Fuji tem vàng nè, fan này fan Fuji luôn nha anh em. Nè, fan Fuji nòng súng luôn. Ok, Sakura này hai khúc 2m4 anh em. Không phải 2m4 đâu, hai khúc 2m6. 2m6 nhưng mà nó gãy ngọn khoảng 15 cm rồi, anh em cứ cho nó 2m4 đi, vậy cho nó dễ. Nó cứng tầm khoảng 30 nha, hàng Sakura. Tất cả của mình đều fan xích hết. Nè, nó bị gãy ngọn, nó hạ bu xuống luôn, là về mình chỉ việc câu thôi. Bu thì bu của Fuji chơi đá xám nha anh em, fan thì fan Fuji. Đó, tình trạng cần mình vậy, cứng tầm khoảng 30 thôi nha anh em. 3m4 2 cứng 30 và 2m4 cần có gãy ngọn. Cân nặng của mình là 292 g. Cái ngọn hiện tại của mình là 2 ly 8. Rồi, cái này mã số 8 bán giá 300. Giá 300 rồi bán như bán cái bộ khoen thôi anh em, tặng cái phôi. Đó. Tiếp tục lên em mình, đây là cái ISO khoen nhỏ nha. Cây này hàng carbon hãng của Mustang. Hàng carbon hãng Mustang nha, bắt máy Fuji. Đọt 1.5 và 5m4, hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật như này, 5m4 cần đẹp lắm, tem vàng xuất Nhật đây. Cần của mình mới mà đẹp đó nha anh em, nguyên zin nguyên bản hết, lắp chụp Fuji luôn. Khoen của mình nè, tất cả đều Fuji, bắt máy Fuji. Nó phôi mới lắm nè. Nó có chạy xước nhẹ một vài chỗ, không đáng quan ngại đâu. Tổng thể là phôi mình nguyên zin, phôi rất đẹp, rất mới nha. Một cái ISO phân nhỏ đầu 1.5, 5m4. Cân nặng của mình là 225 g. Cây này ngọn của mình là 1 ly 4. Cây này mặt số 9 bán giá 500.000 nha nè. Mặt số 9 giá có 500.000 thôi. Cần mới đẹp ngon lành luôn. 500. Tiếp tục như này mình cây lua mới đứng, cây này cũng vậy, nó chưa có lọt màn co nữa nè anh em. Cũng mới chát nè, chưa lọt màn co, bắt máy Fuji chân gòn luôn. Đó, cây này hãng con Bass Bomber, dài của mình là 1m8, size L, lua từ 1/8 đến 1/4, z tải cá từ 6 đến 10 là bao. Fan Fuji mã vàng luôn nha anh em.
Fujigon đó. Đấy. Cần nguyên zin nguyên bản, chưa gãy, chưa thay thế, chưa làm gì hết. Cân nặng của mình là 108g ngọn 2 ly. Cái này mã số 10 em bán giá 400 nha. Mã số 10 giá 400 tiếp tục với anh em mình. Đây là cần suốt anh em, một cái cần suốt carbon, cái form nó gọn lắm. Dành cho chú bác mình lớn tuổi nè, thích cái form cần gọn nhỏ mà cần suốt thì lấy cái này. Dài 3m9 size M nha anh em. Hãng của thằng gì đây? Super carbon. Đó, thân cần mình thì nó có ố nha anh em, có ố, có trầy, có dính dơ, dính bụi bẩn đâu. Phô thì nguyên bản, không có sức, không có dập mẻ gì hết nha anh em. Bắt máy Fuji tem vàng. Đó, carbon, chỗ này thì nó có trầy nè. Chỗ này nó có trầy, cho nó gác cái đầu này lên trên đá, trên gờn như thế nè. Có trầy, có xước nè. Toàn bộ của mình đều là fan Fuji hết. Có một fan nước ẩn nhẹ chút xíu chỗ này. Đó. Rồi, tất cả các fan còn lại ok hết nha anh em. Có cái đầu bu nè, anh em thấy cái đầu bu nó có quấn cái gì trên này nè. Quấn chỉ gì trên này nè, anh em thấy chưa. Đó. Rồi, carbon thì carbon xoắn. Thân mình thì có sờn xước, nhưng mà cái độ bóng của phô vẫn còn nha anh em, chứ không phải là xấu cũ nha. Nè, nó xoắn gân luôn nha. Nhỏ mà có vỏ này, cây này em cứng tầm khoảng 25-27 nha anh em. Cái ngọn xoắn gân cuồn cuộn luôn đây. Đó, cứng khoảng 25-27, dài 39. Cân nặng của mình là 339g, 339g. Ngọn của mình là 2,5 ly, 2,6 ly. Cái gốc của mình chỉ có 22 thôi. Cây này mã số 11, em bán giá 500. Tiếp tục cho nên mình một cây ISO fan nhỏ nha. Cây này thu gọn 70cm. Cây này nó không phải ISO fan nhỏ mà nó thông số của nó là cần lăn xê nha anh em. Nhưng mà nó phơm phơm như thế này là fan nhỏ nên gọi là ISO fan nhỏ thôi. Hàng carbon nha. Đó, chỗ này là dính băng keo dơ, về mình vệ sinh ra, bắt máy Fuji, tất cả của mình đều fan Fuji hết. Ngoại hình đẹp, cứng 20 và 3m3. Thì cây này em rút ra thử rồi, nó cứng tầm khoảng đọt số 4 của ISO fan nhỏ nha anh em. Đó, pho xoắn hai da luôn nè. Mới lắm. Cái này mới tin là về anh em mình mà mình lao hết mấy cái này là mới tin luôn, tất cả đều fan Fuji hết. Đó. Này thấy nó mày thấy màu lõm sơn đẹp không? Đó. Cần đẹp, giá còn đẹp hơn cần nữa nha anh em, carbon xoắn nè. Mới lắm. Ôi mới tinh tươm, hàng nguyên zin nguyên bản hết. Không gãy, không hao hụt nha, đọt tầm khoảng số 4, 3m một cây một duy nhất nha anh em. Có 3m3 nha. Cân nặng của mình 152g, cây này ngọn của mình 1,4 ly. Cây này mã số 12, em bán giá có 500.000 anh em. Đấy, mua gì cũng phải mua. Tiếp tục như là mình cây ISO dây trong nha anh em, bán thanh lý hết. Có dòng ISO dây trong này luôn, hàng con đai qua. Có chạy xước nhẹ nha anh em, bắt máy Fuji nè. Đọt 1.5, dài 5m3 nha, hàng made in Thái Lan, sản xuất Thái Lan xuất Nhật, đọt 1.5, 5m3, ISO dây trong nha. Hàng có made dry, hàng đai qua mấy dòng made dry nha anh em. 55m3, fan Fuji nè. Đấy, đồng Fuji. Đẹp nha anh em. Cái nước phôi đẹp. Đấy, anh em nhìn kỹ là nó phôi hai da chứ không phải nó phôi thường đâu nè. Nha, đọc 1.5 và 5m3, ISO dây trong, cân nặng của mình là 210g. Ngọn của mình là 3 ly. Cái này mã số 13, em bán giá 600 nha. Mà số 13 600.000. Tiếp tục cho nên mình đây ISO fan lớn. Cây này cũng mới chát, mới tinh tươm luôn nè. Hãng có Osaka, hàng nội địa, phơm cần nhỏ nè. Nhỏ gọn nhẹ nè anh em. Đọc to. Osaka Fishin bắt máy Fuji. Đọc 4 và 4,5 m nha, thông số đẹp quá. Cái cần cũng đẹp nữa. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết, không lỗi không nứt fan nào nha anh em. Fan đẹp, cần đẹp luôn trời. Thôi mới tinh tươm luôn. Nguyên zin nguyên bản nha nè, phôi mới đẹp đàng hoàng cho mình luôn. Rồi, cây này cân nặng của mình là 290g. Cái ngọn của mình là 2 ly. Cây này mã số 14, em bán giá 600.000 nha. Anh em nghe không có nhầm đâu, 600.000. Nhìn tay thì lụm. Tiếp tục với anh em mình, đây là cần Ikeda VIP nha nè. Cái hộp này đựng tạm thôi chứ cái hộp này không phải của nó nha. Cái hộp của cái Rook Mini, một cái Ikeda VIP luôn trời. Hàng Trúc Nhật nha nè, 100%. Cái gốc trúc này thôi em bán 500.000. Ấy da, cũng có người mua cái gốc trúc này nè. Về họ độ của Ikeda, gốc trúc đỉnh của đỉnh luôn trời. Mấy ngày nay hàng trúc em về cây nào cây nấy nhức nách. Nó đẹp mà hàng trúc mà nó đẹp mà không thể cưỡng lại nè. Nè, cái phôi sơn mài nè. Cây này anh em câu được hai chế độ luôn và nó ba cái lóng giữa luôn nha anh em. Đó, cái lóng đầu tiên là em gắn vô đây. Là em câu được chế độ 1 mét mấy đây ta? 1m2 hay gì nó đưa cái đoạn này vô hình như được ổng tới 1m2
60, 80, 1m, 1m1. Đó, một chế độ này là 1m1 nè, còn hai cái khúc này là bằng nhau nè anh em. Đó, một chế độ 1m1 nha. Thấp vô chế độ này cứ bao nhiêu. Căng vô cơm dài hơn. Đấy. Đấy. 1m1 và 1m3 nha anh em. Đó, nó hai chế độ nha. Đấy, hai lóng 1m3 và một lóng 1m1 phen xương mài, ở phôi xương mài. Nè, cái phen có đá ruby màu đỏ đó nè anh em. Nha, còn cái này là phen xích gold nữa. Đẹp quá trời luôn anh em. Chúc nhật 100% nha, chỉ có cái ngọn là cái sợi thủy tinh thôi. Cái ngọn là bằng sợi thủy tinh thôi, còn tất cả gốc và cái form giữa là nha, một cây một duy nhất nha. Giờ anh em kiếm cây thứ hai không có, phiên bản giới hạn limited. Hàng bãi nhật nha anh em. Đó. Rồi, cây này mã số em bó tạm vô cái hộp nha, khi em ship hàng em ship trong cái hộp cho anh em mình luôn nha anh em. Cây này mã số 15, em bán giá 800.000 nha anh em. 800.000, anh em nào mê cái đa thì bỏ cái này là phí phạm của giờ nha. Em không câu cái đa nên em không có chừa lại. Đừng có phí phạm ưng giờ nha anh em. Tiếp tục nha, mình cái lua mới đứng hai khúc nè. Cây này xoắn hai da luôn em, hàng carbon, hàng Contactic Enjoy. Anh em có thể thấy không? Nó là xoắn hai da luôn, hàng carbon nha. Thông số đẹp tuyệt vời luôn, bắt máy Fuji. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Fan Fuji hai chân luôn nè, tha hồ cho anh em mình muốn bao lực. Đó, fan Fuji đá xám, fan hai chân nha anh em. Đây. Cây này hãng của Shibat. Shibat Hyundai. Nè, phôi xoắn hai da nữa chưa? 9 feet là dài 2m7 nha, lua từ 1/2 đến 2 OZ, lua tới 56 g. Tải cá 20 là 3, tải cá 10 kg. Phôi, anh em thấy màu đẹp không? Có màu xanh xanh, xoắn chấm thêm vàng vàng. Tất cả đều fan Fuji hết. Màu hình đẹp, xoắn hai da. Thông số thì tuyệt vời. Cân nặng của mình là 199 g. Cái ngọn của mình là 2.4 ly. Cây này mã số 16, em bán giá 900.000, mã số 16 nha anh em. 900 tiếp tục anh em mình thì ba khúc. Cây này ba khúc Suzumi anh em, nó có cục cao su như này, nó bị rụng mất rồi. Lưu ý giùm em à, nên em bán giá rẻ. Cây này hàng con Suzumi nè. Đó, phôi con phôi sóng hai da nè, thấy không? Bắt máy Fuji, special bản đặc biệt luôn nè. Cây này cứng 80 nha anh em, cứng 80, 3m 3 khúc. Hàng con Ryobi, anh em thấy không? Multimesh special bản đặc biệt. Nào, toàn bộ của mình đều là fan Fuji hết. Tất cả fan Fuji. Cứng 80 nha nè, 3m 3 khúc, quá trời gọn cho anh em đi câu luôn. Rồi, cứng cao cân nặng của mình là 430 g. 430 g, ngọn của mình là 2.8 ly. Cây này mã số 17, em bán giá 1 triệu nha nè. Mã số 17 giá 1 triệu tiếp tục cho anh em mình, đây là cái ISO khoan nhỏ. Cây này hàng hệ, giá học sinh tiểu học luôn. Bắt máy Fuji đời cao nè anh em. Cây này hãng của thằng Shimano BBX nha. BBXT luôn. Đọt 1.2 dài 5m3 nha. Anh em chuyên của ISO anh em biết rồi nha, BBX. Cái này không phải bạc màu đâu anh em. Mà cái dòng cần nó vậy đó nha. Đó, cái dòng cần mà nó mạ cà rơm á. Cái này cái con Shimano. Đó, anh em có cơ đang tìm hiểu dòng BBX nên em biết giá nè, nắp chụp xịn luôn nè. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Tất cả đều là phân xích hết. Có định vị lóng nè. Vị lóng thì đủ hết nha anh em. Nè. Hôm đây. Định vị lóng, định vị khoen này đủ hết. Cần có sờn, có chạy sức nhẹ một vài chỗ nha. Chúc anh em nghe giá cái này anh em hết hồn luôn. Cái BBX này nè. Chúc cho anh em mình coi giá định vị lóng rồi nè anh em. Đó, vì lóng định vị fan này đủ hết nha. Rồi, đột 1.2 dài 5m, dài 5m3, cân nặng của mình 195 g. Cái ngọn hiện tại của mình là 1.4 ly nha anh em. Cây này mã số 18, em bán giá 1 triệu rồi nha. BBX giá 1 triệu. Anh em mua không mua gì cũng mua. Tiếp tục cho anh em mình một cây hai khúc này, hai khúc hàng carbon, cây này cây Shimano. Đó, cây này cũng cây cần xịn nữa nè, dính dơ nha. Anh em thấy cần của em nó dính dơ rất nhiều không? Cây này mới lắm. Anh em lau chùi vệ sinh là mới lắm, bắt máy xịn nè anh em. Máy Shimano, bắt máy này không à 700-800 ngàn nha. Anh em dựng cần bắt máy xịn này nè, 700-800. Có những thợ dựng là 900 ngàn luôn.
Đó, mấy cái này vít bẩn vít dơ nha anh em nè. Đó, cứng 80 nha, dài 3m 2 khúc. Size 2 khúc mà cứng 80 là hiếm lắm, lâu lâu mới có con cây nha anh em. Con cây này cái Shimano nữa. Nè. Fan này fan xịn luôn thấy không? Nó là fan Fuji Akonai chứ không phải là fan xịt nha anh em. Đó, nó vẫn là fan xịn. 80 3m 2 khúc cái Shimano 3m. Giá cũng ngon lành cành đào luôn, cân nặng của mình là 263 g. Ngọn của mình là 2 ly 4. Cây này mã số 19, em bán giá 900.000 nha nè, 900.000 anh em nghe không nhầm cái đó đâu. Tiếp tục cây này cũng vậy, cũng là cây ISO nha, lâu lâu mới còn có con cây, thu gọn 80 cm. Đây cái phơm cần này anh em ở Quảng Ninh là mê lắm, Phú Yên rồi Khánh Hòa cũng mê mấy cái này lắm, anh em chuyên câu bè đó mê. Cái này cái Shimano nha, Shimano Holiday cứng 3, đọt số 3, dài 2m7, lô hàng sản xuất từ Indo nè. Bắt máy Fuji, bắt máy Fuji, toàn bộ của mình Fuji hết. Đọt 3, dài 2m7, có dính dơ, có chạy xước một vài chỗ nha anh em nè. Nắp chụp xịn luôn, nắp chụp Fuji xịn. Phen tất cả của mình đều là Fuji hết. Bồn xoắn. Này thấy giờ ngon lạnh nha, đọt 3 2m7, cân nặng của mình là 100 g. Ngọn của mình 1,5 ly. Cái này mã số 20, em bán giá 700.000 nha anh em. Mã số 20 giá 700. Tiếp tục với anh em mình cây này. Thật sự là anh em nhìn vô mà anh em không mua là không được anh em. Cái bao cần zin của nó luôn. Cái cần trúc Nhật nha, mà nó đẹp nè. Trời ơi, mở lát cho anh em mình xem. Nó đẹp nè, để kiếm một cây trúc mà nó xịn như thế này. Đó, cây này là cắm nha anh em, cắm ngọn cắm xuống nha. Có cái nút nè anh em, gắn giữ mấy cái nút này kỹ nha anh em. Trúc nè. Tại vì đừng để nước nó vô nó sẽ bị mục cái trúc. Đó, bắt máy Fuji Gold. Fan Fuji phản quang, anh em thấy đẹp không? Còn chữ ký cho nên nè. Nó đẹp mà nó tỉ mỉ em không biết. Trúc mà nó đẹp, đẹp không thể cưỡng lại luôn. Nhìn vô là muốn mua liền. Anh em thấy mê không? Toàn bộ của mình fan Fuji hết. 2 khúc 1m8, cứng tầm khoảng 50 nha anh em. Bóng nó đẹp trời. Mua gì cũng mua nha anh em. Làm sao bỏ lỡ được. Nhức nắp. Cân nặng của mình là 200 g đúng luôn. Cây này ngọn của mình 3 ly. Cây này mã số 21, em bán giá 900.000 nha anh em. 900.000 nha, mua gì cũng mua. 900. Cây này mà không mua mới lạ. Tiếp tục anh em mình cái cần tay VIP nha, một cái cần tay lóng dài, cái tay VIP. Cây này hàng của con Daiwa. Một cây Daiwa HS Best in Japan nha anh em. Nè, một cây Daiwa HS Best in Japan, sóng 2 da nha, cứng đều 4,5 m. Cây này cứng tầm khoảng 3,5 m nha anh em. Đó, sóng 2 da. Con tem vàng nội địa Best in Japan luôn, chú bác nào hơi khó chịu thì đó. Mặt in ra băng này khỏi phải chê nha, mấy chỗ này băng keo nha nè, về mình rửa vệ sinh nha em nè. Đó, phôi sóng 2 da, cây đai voa, hàng VIP viêm VIP. Rồi mấy cây này mấy tay kia nó bán 2 triệu mấy một cây, không có nè, có rẻ đâu. Cái ngọn đâu má, chui ra tao biểu. Khuya trời em quay video giấc này là anh em biết phải không, 11 giờ nè, 10 giờ mấy 11 giờ. Đầu bu xe 360. 11 giờ khuya chứ không phải 11 giờ trưa nha. Em up video lên là khoảng 12 giờ. Cân nặng của mình cái này nặng 109 g nè, ngọn to nè anh em, ngọn đó 1 ly. Cái này ngọn 1 ly 2 nè. 1 ly 2 1 ly 3. Cái này hàng xịn nha. Cái này mã số 22, em bán giá 1,3 triệu. Anh em mua gì cũng mua. Đó, tiếp tục cho anh em mình cái lua nha. Cái lua ngon lành luôn. Cái bao cần này không phải của nó nha. Một cái lua máy ngang, một cái lua VIP nha. Hãng của Valley Hill nha nè. Fan Fuji nòng súng luôn. Fan đời mới luôn anh em. Đời mới mà nòng súng luôn. Bắt máy Fuji cây này máy ngang. Hãng của Valley Hill. Đó. Hàng của Nhật nha anh em, cái này sản xuất ở Trung Quốc nha. Đó, cái nhà máy cũng mới chuyển qua Trung Quốc thôi. Made in China nè. Dài 6,2 ft là dài 1m85 nha. Nó lua từ 3/16 đến 5/8 OZ, tẻ cá từ 8 đến 16 là bao. Cái này mắc tiền lắm anh em. Budget nè.
size M nha. Đó, bộ phen nòng súng xịn sò luôn. Cây này về anh em có thể vừa quýnh mồi sống nè, anh em lua quýnh giá sống được, anh em vừa quýnh mồi giá được, là size M. Anh em thường thường anh em mình chơi nhiều lắm, size M là nhiều người chơi lắm, tại vì nó đa dạng, có thể quýnh mồi giả được, có thể quýnh mồi sống được nha. Đó là size M, hãng Valley Hill, máy ngang, hàng VIP nhưng mà giá bình dân nha. Hai khúc, cân nặng của mình là 122 gram, cái ngọn của mình là 21, cái này mã số 23, em bán giá 1,2 triệu nha. Em là chuyên lua đó, 1,2 triệu là cây này là anh em mình lụm về là ngon lành, tha hồ mà chơi. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO khoan nhỏ nè. Hôm trước anh em mua cây đai qua kia không kịp thì anh em có thể mua lại cây này. Cây này cũng hàng nội địa nè, câu cũng biết đời nào hư cái hãng Olympic nha, bắt máy Fuji tem vàng, đột 5 và 5m4 luôn nè, dòng Super Carbon, hãng có Olympic đây, hàng nội địa nha, tem vàng nội địa, phôi nó cũng mới, nó cũng mới y chang như cây đai qua bữa trước vậy anh em. Tất cả của mình cũng đều fan Fuji, đột 5 luôn, cây này đột to luôn nè, phôi cũng mới đẹp luôn, có chạy xước nhẹ nha, mà phôi bóng đẹp lắm, chạy xước nhẹ một vài chỗ là anh em cũng không có đáng quan ngại chi anh em. Cây này thì lâu ạ, nó khô kẹp, nó dụ cái keo này ra nó bị lỏng nè. Em bao anh em mình cây này nguyên bản nha, nguyên zin từ gốc đến ngọn ở trên xuống luôn, đẹp lắm. Cây này mới nha, đọt số 5 và 5m4, đi xô phen nhỏ, lâu lâu mới có con cây như nè. Cân nặng của mình là 430 gram, ngọn của mình 2 ly. Cây này mã số 24, em bán giá 800.000 nha nè, mã số 24 800.000, quá rẻ trong cuộc tình. Rồi tiếp tục lên như em mình một cây VIP, VIP luôn, một cây ISO biển nha em, cây hàng của nó tê cả khối người mê. Đó, chú bác nào chơi sưu tầm thì lụm nha em, một cây NFT bắt máy Fuji tem vàng cứng 80 và 3m9 nha. Đó, cái cây này có dây hàng Nhật, nó có một cái sức hút rất là đặc biệt anh em, nó đẹp lắm, nó đẹp mà nó bền, tất cả của mình đều fan Fuji hết nha anh em, tất cả đều fan Fuji, có một fan nước chân anh em, có một fan nước ẩn nha. Hả, anh em nhìn mắt thường không thấy nha, bữa trước em coi em thấy nước nhỏ lắm. Đó, nói chung là em có một fan nước nhỏ nha anh em, lưới bên em nhìn mà không thấy nè, định vị fan, định vị lóng, và cây này zin 100% luôn thôi nè. Định vị khoen này đủ hết nè. Đó, đẹp gì đây bảo sao không mua. Đó, tới ngọn luôn, sáng tới răng luôn. Cân nặng của mình là đúng 500 gram, ngọn của mình là 3 ly. Cái này mã số 25, em bán giá 2,2 triệu, mua gì cũng mua 2,2 triệu, anh em có mua kịp hay xong thôi. Rồi tiếp tục như mình cây ba khúc nè, một cây ba khúc hàng đời cổ, siêu chất lượng luôn, giá thì lại bình dân, một cây ba khúc nha. Quý chú bác là quýnh bạc bãi nè, quýnh bạc bãi cá lớn thì lấy cây này, hoặc là quýnh lục xa bờ, quýnh kiểu quýnh tàn bạo, quýnh không sót thương cho cần, lấy mấy cây này quýnh. Đó, ba khúc nha, fan Fuji gấp, dài 4m2, bắt máy Fuji nè, dài 4m2 nha, một cây hãng của Olympic, hàng nội địa, cứng tầm khoảng 30 cần đến lục nha em. Đó, tha hồ mà bạc bãi nha, những dòng rinh nó dính tan xanh xanh thôi, về mình rửa sạch lên em lên ha. Súp ba khúc, bao anh em mình quấn mấy cây nè, mấy cây phôi đời đầu nè, nó bền cực kỳ luôn. Cân nặng của mình là 530 gram, ngọn của mình 3 ly đúng. Cây này mã số 26, em bán giá 1 triệu như nè, giá có 1 triệu thôi, chỉ 1 triệu, 4,2 súp ba khúc carbon. Đó, mùi cũng mùi. Tiếp tục như em mình cây lua hai khúc, cây này cây hàng xịn nha anh em, hãng của Mayura, cây này hàng mắc tiền nha. Đó, fan Fuji, bắt máy Fuji Mayura chính hãng của mình, hàng made in China nha, sản xuất Trung Quốc, xuất Nhật. Cây này size M cũng vậy nè, hai cái size ngon ghê, vừa quýnh giá sống. Cây này anh em bây giờ nó quýnh cá vuông rồi, ngon cực kỳ ha, hai khúc 2m7, ngoại hình đẹp luôn, dài 3m, 10 feet là 3m nè, lua từ 10 15 đến 42 gram, anh thấy không, ghê chưa, tại cá từ 8 đến 20 là bao, đồ bù chống sắn đàng hoàng luôn.
Cái này không mua mua cái nào anh em? Nhẹ nữa ha, dài 3 mét mà nó nhẹ nữa. Cân nặng của mình chỉ có 205 gram thôi. Ngọn của mình là 2 ly. Cái này mã số 27, em bán giá 1,2 triệu nha. Cái này giá cũ 1,8 triệu. Em bán số 1,2 triệu luôn. Mua mua gì cũng mua. Rồi, tiếp tục cây cuối cùng trong video hôm nay, gửi anh em một cây súp hệ nha. Một cái súp leader khoen trắng nha anh em, dài 4-5 BX nha. Hàng Indo. Một cây BX có chạy xước nha anh em. Chạy xước, chạy xước. BX luôn nha. Anh em nào không chê qua hình mình có chạy xước thì lụm. Cái giá là rẻ hơn người ta rất là nhiều nha, rẻ hơn rất là nhiều chứ không phải là rẻ nhiều nữa. Tất cả của mình đều phen xích trắng hết. Cái súp leader phen xích trắng nha, bộ khoen này kho đá 2 triệu rồi nè. Thôi nè, xoắn ít toàn thân, có chạy xước anh em thấy không? Chạy xước một mặt nè. Nè, mặt trên này đẹp nè. Cần mình như vậy. Rồi, lóng trên này là ếch rồi, lóng trên này là đẹp rồi. Đó, chỗ đó nó câu, nó gác lên trên cái gạch đá gì đó nè. Đừng bị khoen nè. Bị khoen nè. Súp leader khoen trắng BX. Anh em có tham khảo giá rồi, nếu được anh em quay lại ủng hộ em nha. Cân nặng của mình là 410g. 410g, dài 4m05, độ cứng BX là tương đương với 33, ngọn của mình 3 ly. Rồi, cây này mã số 28. Em bán giá 3,9 triệu nha. Anh em cứ đi vòng, anh em mình tham khảo đi. Nó súp khoen trắng BX. Rồi, thấy ok vậy là ủng hộ nha. Đó, tất cả mặt hàng hôm nay, quý anh em chú bác mình thì mua hàng lọt liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192015 em tên Nghiệp nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý anh em mình trong những video tiếp theo nha anh em ơi. Xin chào.